Xin chào các bạn, mình là Tuyền Hyundai Bắc Ninh. Thì hôm nay tại Lý Liên Minh đây đang có chiếc xe Tucson phiên bản dầu đặc biệt màu đỏ đô, một chiếc xe rất là hot. Mặc dù là chiếc xe được ra mắt từ cuối năm 2021, gọi đầu năm 2022, nhưng mà về cái độ hot cho bốn phiên bản, đó là ba phiên bản xăng và một phiên bản dầu, thì luôn nằm trong những cái chiếc xe có độ hot cao của thị trường ô tô Việt Nam. Thì hôm nay mình xin cập nhật giá cũng như là cái chính sách về tăng giá của nhà máy so với xe Tucson. Thì bên mình có bốn phiên bản Tucson đều được nâng giá. Bản tiêu chuẩn thì bây giờ nâng lên là 845 triệu này, bản đặc biệt là nâng lên là 955 triệu, bản dầu đặc biệt đây thì trước là 1 tỷ 030 thì bây giờ nâng lên là 1 tỷ 060, và bản xăng turbo thì trước là 1 tỷ 020 bây giờ nâng lên là 1 tỷ 055. Mà hiện tại thì bên mình đang bán với mức giá cho bản tiêu chuẩn là 870 triệu, bản đặc biệt là 980 triệu, bản dầu thì là 1 tỷ 080 và bản turbo là 1 tỷ 1. Wow, cũng khá là cao, nhưng mà thực ra là chính sách đấy thì so với thời điểm hiện tại thôi, chứ còn thì nếu các bạn quan tâm kỹ hơn thì sẽ liên hệ số điện thoại, mình cũng sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Tất cả các xe đều được tặng phim cách nhiệt chính hãng, rồi thì trải chắn da và bọc vô lăng. Hiện tại mình đang có chiếc máy dầu bản đỏ đô giao ngay, và cuối tháng thì mình sẽ về thêm Tucson xăng turbo cũng sẵn giao, về thêm khoảng 3 xe. Vì về công nghệ thì trên phiên bản đặc biệt của xăng và dầu thì đều có hệ thống Hyundai Smart Sense, đó là hỗ trợ giữ làn này, cam 360 này, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình chủ động SCC, rồi đèn pha tự động thích ứng, rồi hệ thống kiểm hỗ trợ phòng tránh phương tiện khi lùi, va chạm khi lùi. Bản đặc biệt trở lên thì chúng ta sẽ có cốp điện, nhớ cốp thông minh, chống kẹt thông minh. Chúng ta sẽ có thông gió và làm mát ghế, sưởi ấm ghế cho hai hàng ghế phía trước, rồi sưởi vô lăng. Đó, rất là nhiều công nghệ. Ghế lái cũng được chỉnh điện, và ghế phụ thì cũng được chỉnh điện. Cần số bản dầu này là cần số dạng nút bấm. Màn hình giải trí trung tâm và màn hình đa thông tin đều có kích thước tốt, đó là 12,5 inch. Và loa, đặc biệt là hệ thống loa đã được nâng cấp lên là loa cao cấp, loa Bose cho phiên bản đặc biệt, dầu đặc biệt, xăng đặc biệt và bản xăng turbo. Ở Tucson mới này thì với chiều dài cơ sở, chiều kích thước vượt trội, chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều vượt trội hơn CRV, hơn Outlander, hơn Toyota Cross, thì các bạn hoàn toàn có thể thấy là một chiếc xe với kích thước tốt như vậy thì chúng ta sẽ có cái nhìn về Tucson thể thao này, khỏe khoắn, và đặc biệt là hàng ghế khoang hành khách bên trong xe được thiết kế rất là rộng rãi và có không gian thoải mái cho các bạn. Mình sẽ xin review qua về Tucson. Thì các bạn quan tâm đến xe Tucson thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại, mình sẽ tư vấn rõ hơn về giá. Thì giá bên mình có thể là thay đổi theo tuần, thì các bạn mong là liên hệ để mình có thể tư vấn rõ hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.